bạn lưu ý. Đối tượng trần thạch cao chúng ta dựng gồm có các tấm trần tạo bằng cố lệnh Sphinx và có các vách thạch cao thẳng đứng vẽ bằng cố lệnh Quartz. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ lọc Flinders của Revit để tạo ra một khung nhìn dành riêng cho việc quan sát trần giả, và chúng ta sẽ phân biệt được tường vẽ bằng vách thạch cao và tường không phải là vách thạch cao. Để thực thi công việc đó, các bạn làm như sau. Lưu ý chúng ta đang ở trên mặt bằng trần tầng 1. Các bạn quét chuột trái sang phải trên dưới như quan sát trên hình vẽ và kích vào công cụ Filter vừa xuất hiện. Chức năng Ceilings chỉ chọn đúng 11 tấm ceiling thôi. Ok, tại ô View các bạn chọn Selection Box hoặc dùng lệnh tắt là BX. Thể View, ô Graphics và chọn câu lệnh là Visibility Graphics hoặc lệnh tắt là VG. Trước hết trong thể Model Categories tôi chỉ muốn quan sát trần và vách thạch cao thôi. Các bạn chọn là All, xóa một cháu trên này đi, None. Như vậy là chúng ta đã chả chọn gì cả. Cháu số 1, Ceilings và cháu số 2 là Walls. Ok, như vậy các bạn để ý thấy là đồ đạc nội thất thiết bị đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại câu chuyện của trần và tường thôi. Trong thể VG, các bạn lưu ý, Model Categories nó không cho phép chúng ta lọc được các bức tường theo từng loại cấu tạo vật liệu. Để thực thi việc đó, mời các bạn nhảy sang thẻ Filters, Edit New. Các bạn kích vào New tạo mới. Tôi sẽ đặt tên là Gypsum Wall, tức là tường thạch cao. Ok. Filter List. Ok, thôi các bạn đảm bảo rằng mình đang chọn là kiến trúc. Kéo chuột xuống dưới cùng, chọn nhóm đối tượng bị tác động bởi bộ lọc này. Đó là đối tượng Walls. Hide Uncheck Categories, kích vào đây để đảm bảo rằng mình chỉ chọn duy nhất đối tượng tường thôi. Này Huy ơi, tường này lọc theo cách nào? Lọc tường, lọc theo vật liệu cấu tạo, Structural Materials. Thì điều kiện ông đưa ra là gì? Equals, chắc chắn là vật liệu có tên là như này. Các bạn chọn loại có tên là Metal Studs Layer, nghĩa là khung xương thép thạch cao. Các bạn lưu ý ở đó. Apply. Vậy là tôi đã tạo ra được bộ lọc dành riêng cho các đối tượng tường mà có cấu tạo là từ lớp thạch cao và khung xương thép. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái bộ lọc phủ định hoàn toàn cái điều kiện đó đi. Cách đơn giản nhất là gì? Chọn lại cháu này, duplicate nhân bản lên, chọn cháu vừa được nhân bản, rename đổi tên đi. Gypsum Wall, bây giờ các bạn sẽ đánh chữ None, tức là gì? Phủ định lại thôi. Ok, tất cả các tham số khác giữ nguyên, chỉ riêng trường điều kiện chọn lọc là gì thì các bạn đổi thành Does not equal, tức là gì? Không phải là khung xương thạch cao. Apply. Như vậy chúng ta đã tạo ra được hai bộ lọc phủ định nhau. Ok. Này Huy ơi, chưa có bộ lọc nào được áp cho khung nhìn hiện hành đâu. Hãy chọn một cháu vào đi. Đồng ý. Các bạn kích vào S ạ. 1, Control, 2, ok. Thẻ filter này được thiết lập mạnh hơn thẻ Model Categories. Những yêu cầu về hiển thị chúng ta hiệu chỉnh trong thẻ filter nó sẽ ghi đề lên các tham số nếu có của những thẻ còn lại. Các bạn lưu ý điều đó. Ví dụ trong khung nhìn này, tôi không muốn nhìn thấy tường không phải là thạch cao. Tại cột Visibility, tôi chỉ bỏ đối tượng này đi thôi. Apply. Ok. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một khung nhìn chỉ có các cái hợp phần của trần giả thạch cao thôi. Các bạn di chuột sang khung nhìn 3D. Chuột phải. Rename. Đặt tên là Ceiling Only Apartment, tức là khung nhìn chỉ quan sát trần của khu căn hộ thôi.